Ai rồi cũng sẽ bình yên Một cuốn sách chữa lành Không thể thiếu trong tủ sách nhà bạn Ở trường thứ 21 Trang 98 Có một đoạn trích như thế này Khiến mình đã phải chững lại Và suy ngẫm rất là nhiều thanh xuân không lặp lại Năm tháng chẳng đợi một ai Cứ ngỡ đời người dài bất tận Thoáng chốc ngoảnh lại Đã bạc đầu Ai rồi cũng thế Đi qua những tháng ngày trời thu ảm đạm lại đón cái giá rét của đầu đông dừng chân chợt nghĩ đã gần hết một kiếp người lòng người cũng não nề đến tuyệt vọng mình cũng đã và đang đi qua những tháng ngày trời thu ảm đạm những ngày đông giá rét nhưng có một điều nhất định sẽ không như trong cuốn sách này viết đó là đời tuổi già của mình có một tâm hồn não nề đến tuyệt vọng mình nhất định sẽ không để điều đấy xảy ra cuộc đời này sẽ có vô vàn những sóng gió đến với mình sẽ có vô vàn những thử thách đến với mình nhưng mình nhất định sẽ mạnh mẽ sẽ can đảm và nỗ lực để vượt qua nó để dù có thế nào đi chăng nữa dù chuyện gì xảy ra đến cuối cuộc đời này kiếp nhân sinh này mình sẽ không hối hận với những điều mình đã làm hoặc có trăng đi nữa thì cái sự hối hận đó cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi và mình tin bạn cũng nghĩ như mình có phải không